Xin chào tất cả các bạn, mình là Helen Cẩm Nhung. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề. Đấy chính là cách đọc sách nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Bao nhiêu trong số tất cả các bạn đã từng đọc một cuốn sách và mình đọc được một chương, hai chương, sau đấy thì mình cảm thấy rất là chán, mình không muốn đọc tiếp nữa. Và cuối cùng đấy là 1 năm, 2 năm, thậm chí đấy là 5 năm, các bạn cũng không bao giờ lấy cuốn sách đấy ra một lần nữa. Và Cẩm Nhung cũng giống như tất cả các bạn đã từng có những lần mà mình đọc sách như vậy. Và Cẩm Nhung tự đặt câu hỏi rằng làm thế nào để mình đọc sách hiệu quả nhất, nhanh nhất, tiết kiệm thời gian mà ứng dụng vào được ngay, thành công ngay lập tức. Chính vì như vậy mà Cẩm Nhung đã đi tìm hiểu về các phương pháp để đọc sách. Có rất là nhiều phương pháp để đọc sách. Và trong tất cả các phương pháp đấy thì có một phương pháp mà Cẩm Nhung vô cùng là thích thú. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là dễ và ai cũng có thể ứng dụng được ngay. Và mình sẽ nhận thấy được cái sự thành công ngay lập tức khi mình ứng dụng. Đấy chính là mind map sách. Có rất nhiều bạn nghĩ rằng, có phải là bạn đang nghĩ rằng mind map sách có nghĩa là bạn sẽ đọc từng chương một và sau đấy bạn vẽ bản đồ tư duy? Vâng, nhưng thực ra cách của Cẩm Nhung không phải vậy. Đơn giản hơn rất nhiều. Đấy chính là chúng ta chỉ cần mind map phần mục lục. Cẩm Nhung sẽ mind map những phần mục lục ở trên này thành một sơ đồ tư duy. Ngay khi Cẩm Nhung chưa đọc một chữ nào bên trong luôn, Cẩm Nhung chỉ mind map phần mục lục thôi. Và khi mind map phần mục lục, Cẩm Nhung sẽ vẽ ra các biểu tượng để tượng trưng cho từng phần đấy. Bởi vì sao lại làm như vậy và nó hiệu quả như thế nào? Khi các bạn tìm hiểu về tâm trí thì các bạn sẽ biết được rằng là não bộ của chúng ta, hay còn gọi là tiềm thức, bắt từ khóa. Và khi các bạn gõ đúng từ khóa thì nguồn trí tuệ bên trong của mình sẽ được kích hoạt. Và khi đấy các bạn không chỉ đọc sách bằng những tri thức ghi trong cuốn sách này, mà các bạn còn đọc sách bằng những tri thức bên trong của chúng ta. Mà những tri thức này thực tế là nó đã được lưu giữ qua rất là nhiều các cái kiếp sống rồi. Và nó có một cái trường năng lượng để kết nối rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà các bạn đọc bằng ý thức hoặc các bạn đọc bằng tiềm thức. Và với Cẩm Nhung thì Cẩm Nhung thích cách đọc bằng tiềm thức hơn. Và khi mà chúng ta đã mind map xong phần mục lục này, chúng ta đã nắm được tương đối phần nội dung của cuốn sách mặc dù chúng ta chưa được đọc. Các bạn thấy tuyệt vời chứ ạ? Rất là tuyệt vời đúng không nào? Và khi đã hoàn thành mind map xong thì việc của bạn đấy là chọn ra một chương mà mình thích nhất. Một chương thôi nha, mình thích nhất. Và hãy đọc chương đấy một cách trọn vẹn. Và đấy là tất cả những gì bạn cần làm cho một cuốn sách. Và khi bạn đã làm được việc đấy rồi, tức là bạn đã hoàn thành một cuốn sách. Và trong này có một quy luật về não bộ. Khi bạn làm được cái điều đấy, não bộ của bạn tiếp nhận được thông tin, bạn đã thành công, bạn đã đọc xong cuốn sách này. Và sẽ tạo ra những hormone hưng phấn khiến cho bạn cảm thấy thích thú và muốn đọc những cuốn sách tiếp theo. Và trong trường hợp bạn thấy cuốn sách này tuyệt vời và bạn rất muốn đọc nó thêm, bạn có thể kết hợp với việc đấy là chúng ta nghe sách nói. Và chúng ta có thể đọc những chương tiếp theo nếu như chúng ta cần, dựa theo những từ khóa tiêu đề trong phần mục lục. Chúng ta cần phần nào chúng ta đọc phần đấy. Và não bộ của các bạn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với cái điều này. Có một câu hỏi đặt ra là với ở đây Cẩm Nhung đang có cuốn sách rất nổi tiếng của Joe Vitae, đấy là cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ. Có bao nhiêu trong số tất cả các bạn đã đọc cuốn sách này rồi? Và theo Cẩm Nhung được biết, có một thống kê rằng đến 99% những người thành công nhất trong lĩnh vực marketing đều sở hữu cuốn sách này. Và Cẩm Nhung cũng rất tò mò. Cẩm Nhung đang làm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo. Chính vì vậy mà việc sử dụng ngôn từ vô cùng quan trọng. Và Cẩm Nhung đặt ra câu hỏi tại sao họ lại sở hữu cuốn sách này nhiều như vậy. Cho đến một ngày Cẩm Nhung được một người thầy về marketing hướng dẫn cách để làm content. Và Cẩm Nhung đã có cơ duyên để tìm hiểu sâu về cuốn sách này.
Cẩm Nhung ứng dụng cách mà Cẩm Nhung vừa chia sẻ cho các bạn, đấy là mind map phần mục lục. Tuy nhiên, ở đây phần mục lục này không chỉ có 5-7 chương chính như các cuốn sách khác, mà thực tế là đang có tận 56 tiêu đề mục lục. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, làm thế nào mà Cẩm Nhung có thể mind map được 56 tiêu đề mục lục trong một trang giấy? Và làm thế nào để Cẩm Nhung có thể vẽ được trong khi rất nhiều ý như thế này? Cẩm Nhung đặt ra câu hỏi như vậy. Và trong lúc đấy Cẩm Nhung đã phát hiện ra một cách đơn giản hơn rất nhiều và ứng dụng ngay cả khi cuốn sách có đến cả 56 phần mục lục, thậm chí là 100 phần mục lục, bạn hoàn toàn có thể đọc bằng cách này. Và ngay sau khi Cẩm Nhung ứng dụng nó, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ứng dụng, đọc, chỉ đọc phần mục lục và đọc một chút là 5 trang sách của phần lời tựa tác giả, thì Cẩm Nhung ngay lập tức đã có thể ứng dụng và viết được thành công một content. Vâng ạ, rất là tuyệt vời phải không nào? Và Cẩm Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn ngay bây giờ. Ở đây Cẩm Nhung đang có mục lục thứ nhất, đấy là đến giờ dậy rồi. Vậy thì nếu như để mind map phần này nó không hề dễ một chút nào và cần rất nhiều thời gian. Thay vì như vậy, Cẩm Nhung nhắm mắt lại, hình dung khi Cẩm Nhung đọc đến từ đến giờ dậy rồi, thì ngay lập tức trong não bộ Cẩm Nhung kết nối với hình ảnh thức dậy. Và thức dậy trong một trạng thái tràn đầy năng lượng, trong một trạng thái đang sẵn sàng để làm việc gì đó, trong một trạng thái rất là hào hứng và phấn khởi. Và ngay lập tức lúc đấy Cẩm Nhung chuyển từ trạng thái hơi lơ mơ, buồn ngủ một chút, bởi vì thời điểm Cẩm Nhung đọc là buổi sáng khi Cẩm Nhung vừa thức dậy được một lát. Và ngay sau khi làm việc đấy xong thì Cẩm Nhung cảm thấy ngay lập tức sự tỉnh táo nó quay trở về với mình. Và tiếp theo đến mục lục thứ hai, khoan, hãy làm việc này trước. Nếu như một tựa đề như thế này thì bạn sẽ vẽ mind map như thế nào? Chưa dễ đúng không ạ? Và Cẩm Nhung hoàn toàn chưa đọc nội dung bên trong nha. Vậy thì Cẩm Nhung lại nhắm mắt lại và đọc lại những từ này, 7 chữ này một cách rất là chậm rãi và hình dung hình ảnh ở trong đầu. Và lúc đấy Cẩm Nhung nhìn thấy cái hoạt động đầu ngày của mình sẽ làm gì trong một ngày tuyệt vời, thì ký ức của Cẩm Nhung quay trở về và hình dung kết nối ngay lập tức với hình ảnh có âm thanh, có ánh sáng, có màu sắc bên trong não bộ của mình. Và tiếp theo nhé, cái gì là không thể? Wow, với một tựa đề này thì lại càng khó hơn để các bạn có thể mind map đúng không nào? Tuy nhiên não bộ của chúng ta cực kỳ thông minh, và ngay khi kết nối như vậy thì hình ảnh ký ức bên trong Cẩm Nhung đã hiện về kết nối ngay lập tức. Và rất rất nhiều thôi miên bằng ngôn từ bí mật của tôi, hay là một điều nữa, cái gì quan trọng hơn bản thảo? Đây là những tiêu đề rất là chưa dễ để hình dung ngay lập tức đúng không ạ? Thì khi mà Cẩm Nhung đọc đến tiêu đề cái gì quan trọng hơn bản thảo thì Cẩm Nhung thực sự cũng chưa hiểu nó là gì. Tuy nhiên việc nhắc đi nhắc lại tiêu đề này trong tâm trí khoảng 3 đến 5 lần thì Cẩm Nhung đã kết nối lại được, đấy là những cái dữ kiện ở trong quá khứ từ cái khóa học mà Cẩm Nhung đã được từng học. Và kết nối như vậy, tự nhiên bên trong của Cẩm Nhung cảm thấy rất là thú vị và hứng thú. Và tiếp theo các bạn hãy cùng Cẩm Nhung đọc tiếp một số tiêu đề thú vị tiếp theo nhé. Hai cách để thôi thúc hành động. Vâng, hai cách để thôi thúc hành động. Khi đọc đến tiêu đề này thì ngay lập tức Cẩm Nhung kết nối với ước mơ của mình. Đấy là Cẩm Nhung đứng trên một sân khấu 15.000 người. Và lúc đấy Cẩm Nhung hình dung rằng là mình đang trở là bậc thầy của việc thôi thúc hành động. Cẩm Nhung hình dung rằng cái tựa đề này, cái nội dung này sẽ giúp cho Cẩm Nhung trở thành một người bậc thầy trong việc thôi thúc hành động từ người khác. Và đến từ những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm trong quá trình mà Cẩm Nhung làm kinh doanh, làm và trong quá trình Cẩm Nhung trò chuyện thuyết phục với khách hàng, thì Cẩm Nhung nhận ra rằng việc thôi thúc hành động rất là quan trọng. Và thực tế đấy là đôi lúc mình đã không thực hiện thành công cái việc này. Và khi đọc đến phần tựa đề hai cách để thôi thúc hành động, Cẩm Nhung đã hình dung ra ngay lập tức là mình đang là một người thôi thúc hành động vô cùng xuất sắc, và mình đang khiến cho 15.000 người trong hội trường họ hành động theo những cái gì mà mình chỉ dẫn.
Mình đang hình dung như vậy và ngay lập tức bên trong của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đấy là cái cách mà Cẩm Nhung hình dung tưởng tượng. Và tiếp theo nhé. Làm cách nào để đánh thức nàng thơ? Nàng thơ ở đây, khi Cẩm Nhung đọc đến phần này, Cẩm Nhung hiểu rằng là nàng thơ có nghĩa là một cái tâm hồn rất là mơ mộng và một cái tâm hồn rất là lãng mạn bên trong của mình, và cũng như là một cái tâm hồn rất là trẻ thơ. Và khi mà mình đọc đến đây kết hợp với những cái gì mà mình đã biết về phát triển bản thân, thì ngay lập tức mình cảm nhận thấy rằng là cái nội dung này nó sẽ giúp cho mình cái điều gì. Cẩm Nhung cảm nhận ngay lập tức và các cái tế bào bên trong của mình ngay lập tức thay đổi. Đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời ngay cả khi mình chưa cả đọc cuốn sách này, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, chúng ta cùng đi đến một tựa đề nữa nha. Một tựa đề nữa đấy là còn trang web của bạn thì sao? Thì khi đọc đến tựa đề này, Cẩm Nhung đã kết nối với việc đấy là mình đang có một trang web. Trang web này là một trang web mà mình sẽ làm kinh doanh ở trên đấy. Và mình có một trang web về bán các cái đồ thể dục thể thao. Một trang web nữa là về bán những cái sản phẩm về trò chơi trí tuệ dành cho các bé, để giúp cho các bé bên cạnh việc chơi còn học và rèn luyện trí não rất là tốt. Thì Cẩm Nhung đã hình dung kết nối ngay lập tức với cái việc đấy. Và mình cảm nhận thấy rằng wow, cuốn sách này rất là giá trị. Cuốn sách này gần như nó đang mang đến cho mình tất cả những cái gì mình đang cần. Và khi mà kết nối được như vậy hình ảnh bên trong, thì cái sự thu hứng thú với cuốn sách tăng lên gấp bội phần. Và đây chính là cái bí mật mà Cẩm Nhung phát hiện ra. Chúc tất cả các bạn sẽ ứng dụng điều này thành công nhé. Và một từ khóa quan trọng nhất trong tất cả những gì mà Cẩm Nhung vừa chia sẻ, đấy chính là sự hình dung tưởng tượng. Sự kết nối này sẽ mang đến cho các bạn nguồn năng lượng và giúp cho các bạn làm bất kỳ điều gì, giúp cho các bạn có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào và đọc bao nhiêu cuốn sách đi chăng nữa. Và các bạn sẽ làm thành công tất cả những việc mà mình muốn với phương thức hình dung tưởng tượng. Và chúc tất cả các bạn ứng dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.